Trước khi xuống đây tôi có gặp một bạn trai này mà Kỳ ở Việt Nam tôi đã có gặp chia sẻ. Bạn trai này thất tình về một cái người mà mình đã cưới á, đó là 27 tuổi thôi mà đã mất phương hướng của cuộc sống rồi, trở thành cái người bệnh tâm thần á. Khi gặp tôi rồi tôi chia sẻ thì ngày hôm qua tôi gặp lại ở tại Vancouver thì thấy đã thay đổi nhiều nhưng mà vẫn còn một vết hằn của nỗi đau tinh thần như vậy. Và tôi mới nói như thế này: bạn có từng xem một cái hình ảnh của Nít không? Anh chàng Nít là một anh chàng không có tay và không có chân, một con người xem như là của bỏ đi. Nhưng mà anh ta lại trở thành một con người gọi là gì? Gây cảm hứng, giúp cho mọi người phát triển hay là tốt đẹp lên, hay là thay đổi cuộc sống tích cực và tôn trọng cái những gì vốn có được của đời người mình. Một con người xem như bỏ đi như vậy mà anh ta còn làm được chuyện đó. Còn bây giờ chúng ta có tay, có chân, mọi thứ đầy đủ, có điều kiện mọi thứ đầy đủ, tại sao chúng ta không bằng một người như vậy? Cho nên có những lúc con người mình yếu đuối, sa sút thì hãy nhìn những hình ảnh đó để động viên mình. Bản thân tôi cũng có những lúc mà cần phải có một vài những hình ảnh nào đó để động viên, để mình vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Hay nói là như thế. Thì mỗi con người chúng ta có những thăng trầm trong cảm xúc và suy tư của mình thì cần có những cái đó để giúp chúng ta một phần hỗ trợ cho chúng ta. Nhìn những hình ảnh đó tự nhiên con người chúng ta có động lực liền. Ủa, một con người không tay không chân gì đó lăn lóc đi như vậy đó, mà đi khắp nơi trên thế giới và làm việc mọi thứ hết lòng. Ủa, vậy sao chúng ta có tay có chân vậy mà trở thành những kẻ vô dụng, đau buồn bằng những chuyện vu vơ và trở thành gánh nặng của gia đình, hoặc là bỏ đi một cái bộ đầu mà chúng ta vốn được, ngay cái tạo hóa đã cho chúng ta những cái bộ não vĩ đại như thế này mà không tư duy được những gì tốt hơn, không khám phá được những gì tuyệt vời hơn à? Những cái lúc như vậy chúng ta cần phải nhìn những hình ảnh đó. Dù ở Việt Nam chúng ta thấy một cái cô gái mà bị bệnh mà xương thủy tinh, bản thân của cổ khoảng 8-9 tấc gì thôi, cổ nằm lăn lóc ở trên đó, nhưng mà cổ là giám đốc của một trung tâm sản xuất bông giấy và cổ là người truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu những người tàn tật hoặc là bình thường để cùng làm, trong khi cổ không ngồi được, xương thủy tinh đụng đâu gãy đó, nó giòn, cho nên là một tháng cổ gãy xương không biết bao nhiêu lần mà vẫn lăn lóc và dựa trên cái máy tính rồi thiết kế rồi hướng dẫn làm rồi giám đốc trung tâm. Nhưng những hành động đó mình nhìn lại mình là ai? Mình may mắn quá trong cuộc đời mà người ta không may mắn mà người ta còn để cho bản thân và cuộc đời người ta có ý nghĩa như vậy. Còn mình tại sao có đầy đủ tất cả mọi thứ mà mình đi phá hoại mình, phá hoại bằng những sự tiêu cực của mình, phá hoại bằng sự ăn chơi của mình và trở thành gánh nặng cho một gia đình hoặc là xã hội như vậy. Chúng ta có thấy là đáng tiếc khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này không? Thì có những lúc chúng ta cần phải lấy những hình ảnh để động viên mình. Tự nhiên con người mình cởi mở ra, tự tin lên và siêng năng. Đó là sự thật thôi. Còn mà không, con người chúng ta sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực tác động rồi chúng ta bỏ qua đời người của mình một cách uổng phí.